Trong những năm qua, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực sáng tạo trong hoạt động trợ giúp nhân đạo, nhất là đã triển khai các phong trào, các cuộc vận động mang tính nhân văn thiết thực, giàu ý nghĩa. Qua đó đã khơi dậy và phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, trở thành nét đẹp trong cộng đồng, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết trong nhân dân, động viên các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Đây là căn nhà mà trước đây chị Ibre ở thôn 9 xã Đắc Tờ Re đã ở. Hiện nay, căn nhà này đã trở thành nhà kho. Vì chồng mất sớm phải nuôi 5 con nhỏ nên hoàn cảnh của chị Ibre rất khó khăn. Tuy nhiên, 2 năm qua, mấy mẹ con chị Ibre đã được ở trong ngôi nhà xây kiên cố này. Nếu thập đó chứ không giúp thì chắc tới giờ tôi cũng chưa có được căn nhà đẹp như thế này để mà ở. Tại vì hồi chồng còn sống cứ đau ốm lo trả nợ chồng chết hơn 200 triệu nợ người ta. Tại vì làm mì bao nhiêu thì cũng trả nợ hết rồi, vì lại cho con ăn nữa cũng không được để dành tiền nhiệm vụ để mà xây nhà. Cũng như chị Ibre, nhờ có căn nhà được xây dựng từ những tấm lòng nhân ái, cuộc sống của ông A Lủng ở xã Đắc Lả, thành phố Kon Tum đã bớt cơ cực hơn trước. Cuộc sống của ông già hồi trước đây thì ông già hộ nghèo, rồi nhà thì không có, ông già phải che tạm bên chỗ gốc cây me bên kia để ở tạm. Trước đây thì chưa có nhà thì mình ông già ở một mình nuôi đứa con là bị thần kinh tâm thần. Thì nay có một cái nhà có chỗ ở ổn định thì ông già dẫn con gái về, con gái lớn về ở chung ông già để hỗ trợ ông già nuôi dưỡng đứa con trai bị tâm thần. Nói chung này cuộc sống cũng đỡ hơn một chút. Ngoài xây nhà ở, từ năm 2016 đến năm 2021, các cấp hội chữ thập đỏ còn chú trọng triển khai xây dựng các công trình nhằm góp phần cải thiện đời sống của dân. Điển hình như công trình nước sinh hoạt này. Trước đây dân làng ở đây là dùng nước giọt trên khu rừng đó, là không được bảo đảm vệ sinh như hiện nay đâu. Nào là trái cây, nào là lá cây nó rớt xuống đó. Thì nó túi. Từ khi mà có công trình nước giếng nước sạch đây là bà con rất là thuận lợi, muốn lấy nước lúc nào cũng được, muốn tắm tối tắm ngày tắm sáng cũng được hết mà. Phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo từ thiện và với tiêu chí chọn đúng người đúng đối tượng khó khăn để giúp đỡ, những năm qua các cấp hội chữ thập đỏ luôn bám sát cơ sở, thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng, những địa điểm cần sự trợ giúp. Qua đó, vận động kêu gọi các nguồn hỗ trợ và triển khai các hoạt động trợ giúp thiết thực. Những hoạt động của Hội chữ thập đỏ huyện trong thời gian qua là những hoạt động như là địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ cho những bà con ở những hộ gia đình khó khăn và những cái đợt mà trao tặng quà, những cái mà cần thiết cho cuộc sống của họ. Thì được sự quan tâm của Hội chữ thập đỏ tỉnh thì hỗ trợ cho địa phương rất nhiều, như là xây dựng các cái trường học mầm non, các làng và giếng nước, nhà vệ sinh, và hỗ trợ cho một số hộ người nghèo trên địa bàn của xã. Đặc biệt là qua cơn bão số 9 vừa qua thì Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã hỗ trợ cho xã xây dựng các cái nhà và hỗ trợ cái bão lụt trong cái địa bàn của xã. Bằng những việc làm thiết thực, Hội chữ thập đỏ các cấp đã tạo dựng niềm tin không chỉ với các nhà tài trợ mà còn với nhân dân. Chính vì vậy, Hội chữ thập đỏ các cấp đã và đang trở thành địa chỉ đỏ của những tấm lòng nhân ái, lan tỏa tinh thần nhân đạo trong cộng đồng.